Tử vi tháng 12 cung Song Ngư, 19/2, 20/3. Trong công việc, những cơ hội đang đến. Song Ngư có thể thay đổi hoàn toàn công việc hay được bổ nhiệm một vị trí mới để tiến thân. Những thay đổi này đều mang tính tích cực. Vào giữa tháng 12 sẽ mang đến những cơ hội tài chính thú vị cho Song Ngư. Xét theo khía cạnh nào đó, nó có liên quan đến những nhà đầu tư có vị thế trong xã hội. Cơ hội đi công tác xa cũng sẽ đến. Sự nghiệp của bạn liên quan đến những cá nhân xung quanh bạn trong những ngày tới. Đây là một khía cạnh tích cực. Bạn cần chú ý đến sức khỏe cho đến ngày cuối năm, vì công việc cần phải dứt điểm nên tránh làm quá sức mà hao tổn bản thân. Thời điểm này Song Ngư sẽ ở đỉnh cao trong công việc và cũng sẽ thành công trong lĩnh vực tình cảm. Tuy nhiên bạn cần cẩn thận với các vấn đề về tình yêu. Bạn có thể giải thích những điều bạn nghĩ và những điều bạn cần nói với những người gần gũi quanh bạn. Bạn muốn người khác chú ý đến những ý tưởng hay thỉnh cầu của bạn. Đây là lý do cho những giải thích trong các cuộc tranh luận. Ngày may mắn 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28. Ngày không may mắn 4, 5, 11, 12, 24, 25, 31. Ngày cho tình yêu 2, 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31. Ngày cho tài chính 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 20. 21, 22, 23, 29, 30, 31. Ngày cho công việc 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25.